Dạ, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Đỉnh Miền Tây. Thì hôm nay cũng mời quý chú ghé lại vườn của anh Chí ha, tại xã Vĩnh Thới của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, để mình giao lưu một số cây trong vườn của anh ha quý chú. Hôm nay thì cũng có nhiều cây đẹp nha quý chú. Chú thấy trước mắt là nhiều bông giấy, là nhiều ha, rồi mai vàng, mai chiêu thủy ha, nguyệt quế đó. Thì để chi tiết hơn mời quý chú cùng gặp lại anh để giao lưu. Dạ, em chào anh Chí ha. Chào anh Khánh ạ. Dạ, chào cô chú anh chị ạ. Dạ, lời nói đầu tiên là em cảm ơn cô chú anh chị đã thương tình ủng hộ em clip vừa qua. Dạ, mong cô chú anh chị mình ủng hộ cho em clip mới này ha. Ở clip mới này em có về hoa giấy Mỹ nguyên thủy với mai vàng nghe cô chú anh chị, với ba cây nguyệt quế với hai cây trà phúc kiến. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho em ha. Em tự giới thiệu là em ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0852 29009, cũng là số Zalo của em ạ. Vậy không làm mất thời gian với cô chú anh chị, chụp bài số 1 ha. Dạ rồi. Hôm nay số 1 là cây hoa giấy Mỹ nghe cô chú anh chị. Hoa giấy Mỹ của chú ha. Số 1. Cũng yêu thương như mọi khi anh ha. Đúng rồi. Mà cỡ này phí ship hơi cao ha cô chú anh chị. Dạ. Cây nói chung cỡ này phí ship cao lắm. À, chiều cao của nó được 30 nha cô chú anh chị. Hoành thân em đang ở vị trí này ha, là nó 24 nha cô chú anh chị. 24. Rồi cây số 1. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250. Cái này thân lắc có tướng kiển ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ. Rồi kế là cây số 2 ha. Số 2. Cái này cái ngọn nó dốt luôn anh ha. Dạ, ngọn dốt. Cây cũ to ha cô chú anh chị. Cây nè, hai tay không giáp ha. Rồi. Rồi chiều cao. Chiều cao nó là 32 nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí này là nó 26 ha. Dạ. Đây. 26 nha cô chú anh chị. Rồi, cây số 2 em xin giao lưu là giá 250 nha cô chú anh chị. Dạ rồi, 250 của chú ha. Rồi, chú xếp xuống cây ạ. Chân cành sẵn mà. Rồi, cái là cây số 3 nha cô chú anh chị. Rồi, số 3. Cây đứng giống tướng, đứng giống con thú ha. Dạ. Rồi, chiều cao của nó là 32 nha cô chú anh chị. Hoành thân em đoan vị trí này là nó 20 ha. Rồi, cây số 3 xin giao lưu giá 200 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Ủng hộ cho anh Chí ha cô chú. Rồi, cái là cây số 4 nha cô chú anh chị. Số 4. Số 4. Rồi, xin phép đo chiều cao ạ. Chiều cao nó là nó được là 34 nha quý vị. Hoành thân ngay vị trí này là nó 25 ha. Rồi, cây số 4 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 200 nha cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Số 4 giá 200. Rồi. Đây là cây số 5 nha cô chú anh chị. Rồi, cũng có nhiều phôi lớn lắm nha cô chú. Dạ, nhỏ lớn có đủ hết trơn ha. Dạ, lớn nhỏ có đủ ạ. Rồi, chiều cao là 42 nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí này là nó 29 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi cây số 5 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá 300 nha cô chú anh chị. Rồi kế là cây số 6 nha cô chú anh chị. Số 6. Số 6 có hai cọng rễ quái vậy thôi chú ơi. Dạ, cây quái cây ha. Có duyên ha. Rồi chiều cao nha cô chú anh chị. Chiều cao là 30 ha. Hoành thân ngay vị trí này nha cô chú anh chị. Đây là nó 17 ha. Cái củ nở nha cô chú anh chị. Củ nở 34 ha. Rồi, cây số 6 giá 200 nha cô chú anh chị. Cây quái. Dạ. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Rồi, cái là cây số 7 nha cô chú anh chị. Cũng quái luôn ha. Số 7. Số 7. Má này nhỏ nhỏ dễ chơi anh ha. Dạ. Dễ chơi dễ ghép của chú, chơi riêng cũng được mà ghép cũng được. Ghép hai bo là chơi được. Rồi, chiều cao là 27 nha cô chú anh chị. Rồi, hoành thân ở vị trí này ha là 21 nha cô chú anh chị. Rồi, cây số 7, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 200 ha. Dạ. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Cái là cây số 8 ha. Số 8. Rồi, cây này quái nghe cô chú anh chị, có dòng chữ C ha. Cao của nó là 29 nghe cô chú anh chị. Hoành thân em đo ngay vị trí này là nó 19 ha. Rồi, cây số 8, em xin giao lưu giá cũng 200 luôn nghe cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi, xin phép xuống cây. Cây này đẹp nè, quá nè. Rồi, cái là cây số 9 nghe cô chú anh chị. Số 9.
chín nó bỏ hai cái giò trước nè cô chú anh chị. Nhưng thú đứng ha. Đó. Rồi, xin phép đo chiều cao. Chiều cao nó là 38 ha. Hoành thân ngay vị trí này là nó 19 nha cô chú anh chị. Thì củ đế nha cô chú anh chị, hảo củ đế ha. Củ đế của nó là nó 52 ha. Rồi. Yeah. Cây số 9 em xin giao lưu giá là 350 nha cô chú anh chị. 350. Dạ. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Rồi. Rồi, đây là cây số 10 nha cô chú anh chị. Số 10. Củ đặc luôn anh ha. Dạ, củ đặc luôn. Này củ thân đặc luôn. Rồi, xin phép đo nha cô chú anh chị. Chiều cao của nó là nó được là 45 ha. Đây, hoành thân nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí này là nó 32 ha. Đây, 32. Dạ rồi. Rồi, cây số 10. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300 ha. 300. Rồi, xin phép xuống cây nha cô chú anh chị. Rồi, kế là cây có mã số là 11 nha cô chú anh chị. 11. Số 11. 11. Rồi, xin phép thôi chiều cao. Chiều cao của nó là được 42 nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí này là 30 ha. Rồi, cây số 11 con xin giao lưu giá là 250 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, xin phép xuống cây. Tiếp tục giúp em luôn. Nhiều dáng thế ha chú, đa dạng. Cái là cây có mã số là 12 nha cô chú anh chị. Cây này cũng cũ đẹp nè. 12 ha. Cây này khéo cây nha cô chú anh chị. Chiều cao nó là 42 ha. Hoành thân ngay vị trí này là nó 21 nha cô chú anh chị. Rồi xuống cái củ nở cho quý vị tham khảo nha. Củ nở là 42 ha. Rồi. Cây có mã số 12 em xin giao lưu giá là 350 nha cô chú anh chị. Dạ, 350 nha. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Dạ, đã bao gồm phí ship toàn quốc nha cô chú. Dạ. Rất là dễ chơi luôn. Rồi, cái là cây có mã số là 13 nha cô chú anh chị. 13. Cái này quái ha. Dạ. Rồi, xin phép đo chiều cao. Chiều cao nó là nó 40 nha quý vị. Hoành thân ở vị trí này ha. Vị trí này nó 26 nha cô chú anh chị. Hoành thân 26. Rồi cây mã số 13. Em xin giao lưu giá là 250 nha cô chú anh chị. Cái này quái. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Dạ, rồi. Rồi, cái là cây có mã số là 14 nha cô chú anh chị. Cái này lùng liền nha cô chú anh chị. Cái này ép ép chậu để đẹp nè anh ha. Nó yeah. Rất là gọn gàng luôn chú ha. Mà quái luôn. Rồi. Cao là 32 nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí này là nó 20 ha. Rồi cây mã số 14 này em xin giao lưu giá là 200 nha cô chú anh chị. Dạ, yeah, 200 thôi. Rồi, xin phép xuống cây. Rồi. Rồi, cái là cây có mã số là 15 nha cô chú anh chị. Cây này được có cây phong cao đây anh hả? Dạ. Cây cao này của chú anh chị mình có ghép thì mình mua cái này về mình ghép ha. Dạ, ghép làm cây dù luôn của chú ơi. Đây mã số 15. Rồi, xin đo. Chiều cao nó là được 1 mét nha của chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí này là 24 ạ. Còn hoành nở ngay đây là nó được là 38 nha của chú anh chị. Dạ. Rồi. Cây mã số 15. Em xin giao lưu là 400 nha cô chú anh chị. Dạ rồi, một cây phong cao duy nhất trong cái bài này anh ha. Dạ. Rồi, xin phép xuống cây. Dạ rồi. Rồi, kế là cây có mã số là 16 nha cô chú anh chị. 16. Cây này khá to ha cô chú. Dạ. Đó. Cây rất khéo cây nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao nó là nó được là 50 nha cô chú anh chị. Hoành thân em đo ngay vị trí này ha. Đấy. Hoành thân ngay đây là nó được là 36 nha cô chú anh chị. 35 thôi. Dạ rồi. Rồi, cây mã số 16 xin giao lưu giá 450 nha cô chú anh chị. 450. Rồi, cây này to ha cô chú. Rồi, xin phép xuống cây. Rồi, cây nặng. Rồi, cái là cây có mã số là 17 nha cô chú anh chị. 17.
chiều cao của nó là nó được là 35 nha quý vị. Bình thân ngay vị trí này là 26 ha. Dạ. Rồi cây mã số 17 xin giao lưu giá là 350 nha cô chú anh chị. Rồi, xin phép xuống cây. 350. Rồi, cái cục này là đọc đây. Rồi, cái là cây có mã số là 18 nha cô chú anh chị. Giống như con chim con gì vậy anh ha. Đúng rồi, quái. Hoành nó nhỏ thiệt nhưng mà cái cây gắt quái của chú anh chị. Giống như chim đà điểu vậy của chú đây nè. Yeah. Cái lưng nó đưa lên vậy nè. Giống như con gì. Rồi xin phép đó. Chiều cao nó là nó được là 38 nha cô chú anh chị. Cây này hoành thì nó không có được lớn ha. Hoành nó có 16 à. Nhưng mà cái cũ của nó là nó được là 46 nha cô chú anh chị. Rồi, cái cuộn cục cái gan 46. Rồi. Cây mã số 18 này em xin giao lưu giá là 300 nha cô chú anh chị. Dạ, 300. 300. Rồi, xin phép xuống cây. Rồi, thế là cây có mã số là 19 nha cô chú anh chị. 19. Cây này cũng rất đẹp nha cô chú anh chị. Quái dạ. Nha ha. To luôn nha. Rồi, xin phép đó. Chiều cao nó là nó được là 49 nha quý vị. Mình thân con đo ngay vị trí này ha, là nó 26 nha. Dạ rồi. Con đo ngay chỗ nở cho quý vị tham khảo ha. Đây là được 44 nha quý vị. Rồi cây mã số 19 ha. Cây này cũng xin giao lưu giá là 400 nha của chú anh chị. Dạ, to đẹp. Dạ. Dạ rồi, rồi em xếp xuống cây. Rồi, cái là cây có mã số là 20 nha của chú anh chị. Rồi, 20. Chiều cao ngay vị trí này là 32 nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay đây là được là 22 ha. Rồi cây mã số 20. Em xin giao lưu giá là 250 nha cô chú anh chị. Rồi, xin phép xuống cây. Cái là cây có mã số là 21 nha cô chú anh chị. Rất đẹp. 21 luôn. 21. Rất đẹp. 21 cây này nó giống như con kỳ lân nha cô chú anh chị. Kỳ lân anh ha. Nằm giống như kỳ lân. Mình đó nè. Yeah. Ngoái đầu lên. Quái thú nha cô chú anh chị. Qua với Mỹ hình thù nó chiều cao là 42 nha cô chú anh chị. Khác biệt cái trời heo chú. Yeah. Không có nào giống cái nào nha. Hoành thân ngay vị trí này là 18 ha. Rất là hay luôn. Ngay cái cũ này là nó 32 nha cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Cái mình đó ha, đo hạ cái mình luôn cho quý vị tham khảo nha, 62 nha. Dạ rồi. Rồi. Quá khéo cái này, quá khéo. Cây mã số 21. Em xin giao lưu giá là 700 nha cô chú anh chị. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Dạ, tiếp tục luôn. Thế là cây 22 nha cô chú anh chị. Mã số 22. Này cũng độc đáo anh ha. Dạ, lô này cây toàn là cây quái không nha cô chú anh chị. Rồi, xin phép đo chiều cao. Chiều cao nó là được 25 nha cô chú anh chị. Hoành ngang em đo nha, vị trí này là 30 ha. Rồi, cây có mã số 22 này em xin giao lưu giá là 250 nha cô chú anh chị. 250. Rồi xin phép xuống cây. Rồi. Thế là cây có mã số là cũng đẹp. 23 ha. 23. 23. 23. Rồi xin phép đo chiều cao ạ. Cao nó là được là 52 nha cô chú anh chị. Cái cũng khá là to. 52. Hoành thân ngay vị trí này là 30 ha. Rồi, cũ cho quý vị tham khảo nha. Cũ được 48 ha. Rồi, cây mã số 23 em xin giao lưu giá là 350 nha cô chú anh chị. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Dạ rồi, tiếp luôn. Rồi, cái là cây có mã số 24 nha cô chú anh chị. Cũng khéo à. 24. Khéo cây lắm à. Rồi, xin phép đo chiều cao. Chê. Cao là nó 37 nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí này ha là nó 34 nha cô chú anh chị. Củ nở ha, củ nở là 45 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 24 giá 500 ạ. Ừ, cây này đẹp anh ha. Dạ, cây quái ha. Rất là quái luôn. Dạ. Đặc luôn anh ha. Đặc luôn. Đặc, không có lỏng nha cô chú.
Rồi, xin phép xuống cây của chú anh chị. Rồi, kế là cây có mã số là 25 nha cô chú anh chị. 25. 25. Cây này cũng khéo cây nha cô chú anh chị. Chiều cao nó là nó được là 36 ha. 36, bình thân ngay vị trí này là 28 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 25 xin giao lưu giá 500 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Rồi kế là cây có mã số là 26 nha cô chú anh chị. Sao này cũng đặt luôn ha nè, gọn. Chiều cao vị trí này là được 35 nha quý vị. Bình thân ngay vị trí này là nó được 23 ha. Rồi. Cây mã số 26 em xin giao lưu giá là 200 nha cô chú anh chị. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Rồi, kiểu gì cũng có cho heo chú, đa dạng luôn. Rồi, kế là cây có mã số là 27 nha cô chú anh chị. 27. 27. Cái này cũng cực quái luôn. Cái dáng nó cũng ngộ ha, em không biết dáng gì luôn. Chạy lằn ngoằn hết trơn anh ha. Dạ. Cao là nó 47 nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí này là nó 16 ha. Cây này hoành nhỏ mà cây quái đẹp ha cô chú anh chị. Rồi cây 27 xin giao lưu giá là 300 nha cô chú anh chị. Rồi xin phép xuống cây. Dạ. Tiếp tục luôn anh ơi. Rồi cái là cây có mã số là 28 nha cô chú anh chị. 28. Cây này cũng vậy luôn. 28. Nhỏ nhưng mà dáng thì không đụng hàng cô chú ơi. Cây này thì rất quái nha cô chú anh chị. Dạ. Dáng này thấy như mình bẻ từ nhỏ cũng không có nha cô chú anh chị. Không có. Đó là trời xanh trời tạo ha. Cái cò cũng gập luôn anh ha. Dạ. Cò gập luôn. Chiều cao là 27 nha cô chú anh chị. Đóng hai chi trên này rất khéo cô chú ơi. Quỳnh thân vị trí là 16 ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Cây mã số 28 này là em xin giao lưu giá là 300 nha cô chú anh chị. 300. 300. Lên đóng hai chi này khéo anh ha. Dạ. Vừa đúng để mình ghép luôn. Bởi vậy, cây này chơi bonsai là hết sảy luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Đóng đúng ngọn, đúng chi luôn cô chú ơi. Rồi, kế là cây có mã số là 29 nha cô chú anh chị. Dạ. 29. Cây này cũng quái luôn nha quý vị. Dán như này dán súng anh ha. Dạ. Giống như đại bác vậy. Này giống như là ông lão 90 tuổi vậy đó. Cái này lưng ông khòm đi không nổi. Rồi. Đi khòm khòm. Dán lão. Dán dán lão. Còng lưng luôn rồi. Còng lưng. Cao là 16 nha cô chú anh chị. Dạ. Hoành thân vị trí là 21 ha. Rồi. Cây mã số 29 này em xin giao lưu giá là 200 nha cô chú anh chị. Rồi 200. Rồi, dán xin... này về. Dán lão hả chú? Không thôi dán này dán cây lúa rồi nè quý chú ơi. Dạ. Rồi xin phép xuống cây. Khập lưng cây lúa ha. Dạ. Rồi tiếp tục luôn. 19 cây là hết cái lô qua với Mỹ nha cô chú anh chị. Giờ mình tới mai anh ha. Tới mai vàng ha. Mai vàng. Mai này là mai gì đây anh chí? Mai này là mai mai vậy nha, mai Bến Tre. Hồi xưa mình mua về đây, về miền Tây mình vỗ béo nha cô chú anh chị. Dạ. Đây có mã số 30. Quấn trái bí hồi đó rồi vậy đó ha. Đúng rồi, mua đó cũng lâu rồi, về đây vỗ béo á. Dạ. Mà con mình vỗ béo cũng được mấy năm rồi. Rồi, này chơi bonsai này thì ở Bến Tre thì lựa bông là bông đẹp không nghe cô chú anh chị. Rồi, xin phép nha, đo nha cô chú anh chị. Chiều cao ngay vị trí này là được 36 ha. Cái cành rơi xuống đây là nó được là 32 nha cô chú anh chị. Hoành thân cái gì? Thân ngay đây là 20 ha. Dạ. 20. Đo hảo cái hoành cũ cho quý vị tham khảo nha. Cũ đặt nó là 32 nha quý chú anh chị. Rồi, còn đây, còn cái bầu tới đâu để tới đó nha quý vị. Đường kính bầu của nó là 32 ha. Rồi, cây mã số 30. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 2 triệu nha cô chú anh chị. 2 triệu anh ha. Dạ, 2 triệu. Giá đã được bao gồm phí ship ha. Một cốt, hai thân lượng quái ha cô chú. Dạ. Đế thì cái này đứng lên gì mới đúng nha cô chú anh chị. Đế quấn trái bí. Dạ. Rồi, em xin phép xuống cây ạ. Rồi, kế là cây có mã số là 31 nha cô chú anh chị. 31. 31. Này thì có chi cành sẵn anh ha, dán lông lắc lượng.
Cây bông đẹp không em của chú anh chị. Rồi, em xin phép đo. Cái cốt chì nuôi lâu lắm của chú ha, nó to. Chiều cao nó được là 94 nha của chú anh chị. Còn cái tán rộng của nó là được là 62 ha. 62. Hoành thang em đo ngay đây nghe của chú anh chị. Ngay vị trí này ha. Là gần 17 ha, kể 16 thôi. Dạ. Đó. Mình cũ hay cái gì? Cũ ngay vị trí này là nó được 28 nha cô chú anh chị. 28 ha. Đường kính bầu. Để tới đâu bầu tới đó nha cô chú anh chị. Kính bầu là 40 ha. Dạ rồi. Rồi cây mã số 31, cây mai vàng. Em xin giao lưu giá là 2.500.000 nha cô chú anh chị. Cây này là nó ra đọt tới là thành phẩm nha cô chú anh chị. Kỳ lớn hết trơn anh ha. Dạ, mau chơi. Rồi xin phép xuống cây. Rồi. Tiếp luôn cho em luôn. Nhỏ nhưng mà dán bonsai rất là đã. Kế là cây có mã số là 32 nha cô chú anh chị. 32. Cây dán rất khéo nha cô chú anh chị. Bài anh ha. Bài. Hai thằng bài. Hai thằng đuổi, hai thằng bài heo chú. Rồi, xin đo chiều cao nha cô chú anh chị. Chiều cao vị trí này là được là 42 ha. Chi cành sẵn có nha cô chú. Cành này lên đây là nó được là 50 nha cô chú anh chị. Mình thân vị trí này là 14 ha. Củ rất to nha cô chú anh chị. Đo hạo đây ha. Củ là được 42 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Cây mai mã số 32 em xin giao lưu giá là 2 triệu nha cô chú anh chị. 2 triệu. 2 triệu anh ha. Rồi. Mình xin phép xuống cây ạ. Dạ rồi, cây này làm cây bay cây đổ rất là đẹp của chú. Rồi. Tiếp tục luôn. Rồi, kế là cây mai có mã số là 33 nha cô chú anh chị. 33 ha. 33. Rồi. Cây quái ha của chú anh chị. Chiều cao nha cô chú anh chị. Chiều cao là 25 ha. Cái này rất độc đáo của chú. Quay. Hoành thân vị trí là 16 ha. Dạ. Cũ nghe cái gì? Cũ đế là nó 32 ha. Đường kính bầu nghe cái gì? Kính bầu của nó là 30 ha. Cò nó rất quái ha. Dạ. Quấn ở trên luôn anh ha. Quấn dạ. Cái rễ này qua đây này nhìn qua đây nó quấn lên. Sắn lại luôn. Rồi, cây mã số 33, cây mai vàng, em xin vô lưu giá là 2 triệu luôn nghe cô chú anh chị. Rồi xin phép xuống cây ạ. Cái này trồng thành đổ cũng được luôn cô chú ơi. Dạ. Tiếp luôn anh ơi. Cái này cây có mã số là 34 nha cô chú anh chị. 34. 34. 34 cũng là cây mai luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Mai quái luôn ha. Quái luôn. Hai thân cấp quái hay cô chú. Cái này củ to nghe cô chú. Rồi xin phép đó. Chiều cao nó là nó được là 34 nha cô chú. Cành bay của nó là nó được là 60 ha. Vần thân ngay vị trí này nghe cái gì? Đây, được 19 ha. Dạ. Yeah. Củ cái gì? Củ là 33 ha. Yeah. 33, được kính bầu cái gì? Kính bầu của nó là được 34 ạ. Rồi. Cái mã số 34 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 2 triệu nghe cô chú anh chị. 2 triệu anh ha. Dạ, bao 2... ship toàn quốc ha cô chú. Bao ship toàn quốc. Rồi. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Luôn giúp em. Tiếp tục một cây cây rất cây là đẹp luôn nghe quý vị. Có mã số là 35 nha. Mấy cây này cũng nhỏ gọn dễ chơi của chú mà đặc biệt là nó có củ đế hết ha. Củ đế quái luôn. Cây rất đẹp nha của chú chị. Đó. Cây này mau chơi ha. Rồi, xin phép đó. Chiều cao của nó nghe quý vị là được là 86 ha. Thoát thân của nó nghe quý vị. Thoát thân là 24 ha. Còn cành số 1 của nó là nó được là 9 cm nha quý vị. Hoành thân ngay vị trí này nó 10-17 ha. Nó hạ cái củ đế cho quý vị tham khảo nha. Củ đế của nó, củ đế đặt nó là 58 ha. Dạ. Đây. Củ này rất là đẹp nha. 58. Củ này nó cuộn kia nè. Kính bầu của nó là 35 ha. Cái này rất khéo nha cô chú anh chị. Tay cành cũng khéo luôn nha. Rồi. Cây mã số 35 này anh em nhanh tay lẹ chân là chốt lẹ cây này em bán rẻ luôn nha cô chú anh chị. Nhiều giá là 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu rưỡi thôi anh ha. Dạ. Cái anh đo cái chi giùm em á. Cái chi
dưới đó đó. Dạ. Đây, phải không? Nó đều nhau hết heo chú. Mà đều đo thử cái cho 9 sen nha chú anh chị. 9 luôn heo chú. 9 luôn. Nuôi chắc cũng mấy mùa anh ha. Đúng rồi, cũng mấy mùa. Dạ. Rồi. Nhôm bẻ còn lần nha quý vị. Cây dạ. Này sửa thân là sửa chi được chân. Giờ chỉ cần mình rút rồi chỉ cần ra tượng là chơi thôi quý chú ơi, đâu làm gì. Rồi, chú sẽ xuống cây nha quý chú anh chị. Dạ, rồi, đổi giúp em luôn. 2,5 triệu anh ha. 2,5 triệu. Tiếp luôn. Rồi kế là cây có mã số là 36 nha quý chú anh chị. 36. Cây mai này là nó quái dữ lắm, quái nha quý vị. Thân của nó ngộ ha. Thân của nó lượn qua đây cái nó đảo lại. Rồi, xin phép đo nha quý chú anh chị. Chiều cao của nó là nó được là 45 ha. Vành thân này hơi khó đo nha quý vị, đo hạo ngay chỗ này thôi ha. Vành thân này được 12 cm nha quý vị. Này không đụng hàng quý chú ơi. Đây, cây này không đụng hàng luôn nha. Quá dữ lắm quái. Về mình muốn chơi theo cách nào mình chơi ha quý chú anh chị. Dạ. Rồi giá luôn anh. Rồi, cây mã số 36 này em xin giao lưu giá là 2 triệu nha quý chú anh chị. 2 triệu. 2 triệu. Rồi, tiếp tục. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Rồi tới cây gì đây? Rồi cái là cây mà có mã số là 37 nha quý chú anh chị. Là cây trà Phúc Kiến ha. Cây bùm sụm trà Phúc Kiến ha quý chú. Ở trong miền Nam mình thì kêu cây bùm sụm nha quý vị. Miền Bắc thì kêu trà Phúc Kiến. Rồi xin phép đo nha quý chú anh chị. Cây này cũng dài cây lắm rồi quý chú ơi. Chiều cao của nó ha. Đây, chiều cao là được là 39 nha quý vị. Tổng tán lá của nó ha. Tổng tán lá nó được 60 nha quý vị. Tán ngang ha. Ngang được 42 nha quý vị. Dạ. Đây quần thân. Quần thân đo cái vị trí này. Dây nó siết hết trơn anh ha. Dạ. Dây siết hết trơn chưa gỡ ra kịp. Quần thân ngay đây là nó 38 nha quý vị. Dạ rồi. Đây. Đó, đế thì vậy nè anh ha. Đế nó cũng xè đều hết trơn. Đế thì chậu tới đâu rồi đế tới đó nha quý vị. Nè bóp chậu ha. Cái lọt lòng chậu là 40 nghe mấy gì. Dạ. Chậu 4. Này về tháo dây, thay chậu đẹp nữa là chơi anh ha. Dạ. Tàn thì rất là mạnh. Rồi cây mã số 37, anh xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 3,5 triệu ạ. 3,5 triệu anh ha. Dạ. Rồi. Rồi cái là cây có mã số là 38 nghe cô chú anh chị. Cũng là trà Phúc Kiến đó ha cô chú. Dạ đúng rồi. Cây này nằm trong cái chậu đẹp nghe của chú anh chị. Cây thì già ha, nó có mấy cái đường lỗ nghe quý vị. Cây già, nó lỗ sạch trơn ha. Rồi, xin phép. Đường kính chậu của nó là nó được là 35 nghe quý vị. Ngang của nó là được 25 ha. Cây tổng chiều cao của cây là được 30 nghe quý vị. Tổng tán lá nó là được 40 ha. Ngang nha quý vị, ngang được 20. Vành thân ngay vị trí này nha quý vị. 22 cây 21 thôi. Rồi cây mã số 38 này em xin giao lưu giá là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Dạ rồi, 1,5 triệu cây rất là già anh ha. Dạ. Còn lại bao nhiêu đó đó. Nói chung là nó cũng có lũa có ấy nha cô chú. Là sành lâu anh ha. Dạ, thương tích đầy mình đó cô chú anh chị. Đấy, cũng làm đại ca thời gian có gì thẹo dữ lắm nhiều. Rồi đổi giúp em luôn. Rồi, xin phép xuống cây. Ừ. Rồi tiếp tục luôn. Rồi cái là cây có mã số là 39 nha cô chú anh chị. 39 là một cây nguyệt quế anh ha. Dạ, nguyệt quế nha cô chú anh chị. Trực tàn đa. Dạ. Ba cành đầy đủ ha. Cái này vô form tàng đa luôn của chú ơi. Dạ. Cái này khéo cây nghe của chú anh chị. Dạ đúng, đây nữa. Đúng cái form đa luôn. Rất là khéo luôn. Rồi, xin phép đo chiều cao nghe của chú anh chị. Chiều cao bên đây là nó được là 79 ha. Dạ. Còn tán ngang của nó được là 60 nghe của chú anh chị. Dạ rồi. Quần thân. Đo quần thân nghe vị trí này nghe của chú. Quần thân bên đây là nó được là 40 nghe của chú. 40. Trực tầng đa, tay cành đều rất là đẹp của chú, không dạ. Có một lỗ gì chơi anh ha. Dạ, đúng rồi. Rồi. Mà nó tầm trung trung, rất là dễ chơi của chú ha. Rồi, cây mã số 39 ha của chú anh chị. Mình xin giao lưu với cô chú anh chị, mình giá là 2 triệu nha.
2 triệu anh ha. Dạ, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi, tiếp tục mình có nguyệt quế nữa anh ha. Nguyệt quế luôn ạ. Tiếp tục là cây nguyệt quế có mã số là 30 nghe cô chú anh chị. Ủa lộn, 40 chứ lộn. Rồi, 40. Cũng là trực tàn đa luôn. Đúng rồi. Cây này đẹp luôn chú. Cây đẹp mà già cây ha. Dạ. Yeah. Thường mình thấy mấy cái cây cao cao ha, mấy cái cây này nó côn xuống tay cành lùng liền anh ha. Dạ. Yeah. Khéo cây nha cô chú anh chị. Cây này lợp nước dây mọc ăn ha. Dạ, yeah, đây. Chi thì sẵn hết rồi. Rồi, anh xin phép đo chiều cao nha cô chú anh chị. Chiều cao xuống tới mặt bầu của nó là được là 69 nha. Còn cái tán ngang của nó là nó được là 62 ha. Rồi, 62. Hoành thân ở vị trí này nè cô chú anh chị. Hoành thân này 45 ha. Dạ. 45. Đó, đường kính bầu cho quý vị tham khảo nha. Bầu tới đâu là để tới đó nha quý vị. Bầu được là 49 nha. Rồi, cái này cũng rất là đẹp của chú ha. Rồi, cây trực tầng đa. Có mã số 40 ha cô chú anh chị. Rồi, anh xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 3 triệu nha cô chú anh chị. 3 triệu. 3 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Ừ, dạ. Rồi, đổi giúp em luôn. Dạ, anh xin phép xuống cây. Rồi. Cuối hồi mình có cây to này nữa anh hả? Dạ, có cây mai chiếu thủy nha cô chú anh chị. Cây mai chiếu thủy có mã số là 41 ha. Cây nguyệt quế phía sau này có không anh? Có anh. Có ha, là cây cuối ha. Dạ. Rồi cây này là sẽ tới cây đó ha. Dạ đúng rồi. Cây mai chiếu thủy anh ha. Dạ, mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy mã số là 41 nghe cô chú anh chị. Cây này già dữ lắm nghe quý vị. Dạ. To anh ha. To. Cũng khá là to. Da đen anh Chí hả? Da này hình như da xanh anh ơi. Da xanh ha. Cây này hồi cái thời mà còn lò đường nghe quý vị. Cây này mua của ông chủ lò đường nè. Dạ. Thằng nó lắc lộn ha chú. Tổng chiều cao nha quý vị. Cao là được là 85 ha. Cây này cây một cây to chú, bố xe đại. Mình thang đo ngay vị trí này nghe quý vị. Đây là nó được là 81 ha. 81 luôn ha. 81 đây. Đo cái tổng cục đế cho quý vị tham khảo nha. Đây là cục đế nó được 114 nha cô chú anh chị. Rồi. Cây nguyệt quế có mã số là 41. Ủa cây mai chiếu thủy ha, mã số 41. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 6 triệu ạ. Anh đo cái ngọn nó giúp em còn lại như anh. Rồi rồi. Đây là 28 nha quý vị. Dạ. Là 80 anh ha. 80. Còn 28 ha. Đúng rồi, dạ. Rồi, cây mã số 41 thì giao lưu giá là 6 triệu nha cô chú anh chị. 6 triệu anh ha, một cái phôi khá là đẹp của chú anh. Dạ. À, những cái khía đường thân nó thôi chứ không bị gì hết, đây là những cái mặt cắt. Dạ, cây rất vàng của chú anh chị. Dạ. Dịch to. Rồi, xin phép xuống cây nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục em luôn. Rồi, cây cuối cùng là một cây nguyệt quế anh ha. Lấy cái bằng quay kìa. Hả? Lấy kìa. Dạ, cây cuối cùng là cây nguyệt quế nha cô chú anh chị. Có mã số là 42 ha. Cây nguyệt quế này là em bán là giá là tại tại chỗ nghe cô chú anh chị. Rồi, Hảo giúp em chiều cao anh chị ơi. Chứ không có bao ship nha. Bán báo giá tại vườn. Dạ, cây này chiều cao của nó là mình Hảo là trên 2 mét đi. Dạ. Còn cái tán ngang là 2 mét 2 nha. Ngang 2 mét 2. Dạ. Cây này là mới rút bồn nghe ra nghe cô chú anh chị. Tàn thì tròn đều các hướng hết trơn nè. Tràn tàn thì tròn hết không lép chỗ nào cho nghe cô chú anh chị. Xương nè, chú coi xương nó tỏ ra, quý vị chú nhìn cũng biết. Xè đều hết trơn anh ha. Dạ. Cây này em rút bồn chưa làm đế luôn nghe cô chú anh chị. Tại em lấy tài em không dám làm đế sợ si cây. Rồi, đo giúp em đường quần thân luôn anh. Rồi. Quần thân ngay vị trí này nghe quý vị. Là 50 ha. Dạ. 50. Đường kính bầu là nó được là 67 nha, 68 nha cô chú anh chị. Rồi. 68.
lên thoát thang lên chi số 1 ha. Được là 35 nghe quý vị. 35. Rồi đế thì nguyên cái bầu là cái đế luôn. Nha, có muối có cậy chân nha, tại mình không dám làm xuống sợ si cây nha chú anh chị. Tàn thì khỏi chơi nha chú anh chị. Rồi giá luôn anh ơi, tại vườn. Rồi cây 42, em xin giao lưu giá là 4 triệu, giá tại vườn nha chú anh chị. Em không có bao phí ship nha. Lấy xa xa ra cho mình xem hết. Dạ. Nói chung là tàn các hướng là đều hết nha quý chú, không phải lăng tăng gì cái tàn này hết. Không đó. Có chống mặt nào cho nghe quý vị. Rồi. Cũng là cây cuối anh chị ha. Dạ, cây 42 này cũng là cây cuối clip nha chú anh chị. Clip cũng cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua ủng hộ cho em ha. Chúc cho quý cô chú anh chị mình được khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Dạ. Chúc cho quý cô chú anh chị mình thành công trong công việc ạ. Cảm ơn cô chú anh chị ạ. Dạ rồi. Thì lúc làm clip có điều gì sai sót mong quý cô chú anh chị thông cảm bỏ qua cho. Dạ. Rồi, con cũng kính chào quý cô chú ha. Quý chú xem kênh yêu mến, xin mời đăng ký ủng hộ, nhấn chuông thông báo để xem và giao lưu những clip mới nhất trên kênh. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.